Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 12 tháng 6 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào ưu trương sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn mình sản phẩm đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu bạn là chiếc LG G7. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm là LG G7. Còn LG G7 thì hàng thì năm nay thì hạn tạm thời là đợt này đang cũng là hơi là khan các bạn nhé. LG G7 ạ. Thì con này thì hôm nay mình về ngày hôm nay xong. Con này thì là máy màu xám nhé. LG G7 máy màu xám. Đấy, mình sẽ nói qua về cái thông số chi tiết về sản phẩm LG G7 này. Thì là con này thì là màn hình của nó là 6,1 inch nhé. Đây, LG G7 thì là màn hình nó là 6,1 inch. Độ phân giải con này là 2K cộng nhá. Đấy, độ phân giải màn hình nó là 2K cộng. Đấy, chạy Android con này thì Android 8 nhá. Đây, con này Android 8, Android thì rất là cao ạ. Này, con này lên 9 đấy nhỉ. Đấy, con này lên phiên bản 9 các bạn nhá. Đấy. Phiên bản Android 9 rồi ạ. Thì là bộ nhớ trong con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhá, LG G7. Thì tình trạng con này thì là máy đẹp là rất là đẹp nhá, đẹp nói chung một đẹp. Đấy. Đẹp trên 95% các bạn nhá. Đấy, đẹp trên 95% đấy ạ. Đấy, rất là đẹp ạ, máy màu bạc rất là đẹp. Thì tình trạng con này thì là máy đẹp trên 95% và con này là máy còn nguyên áp suất nhá. Nên là nguyên áp suất. Nên là các bạn mua về coi như là ví dụ mà chẳng may mà đi mưa đi gió nhá, dùng rất là ok nhá. Đấy. Độ phân giải màn hình 2K các bạn dùng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên viên pin con này là chỉ viên pin của 3000 các bạn nhá. Pin 3000. Nói chung là 3000 các bạn dùng cũng đã ok rồi nhá. Chứ không phải đến đến 4000 đâu. Rồi mình sẽ kết nối wifi. Và mình sẽ kết nối wifi và mình sẽ xem phim 4K nào thì nghe nhạc cho các bạn nhá. Này. Ơi. Lên phố mình sẽ nghe nhạc. Nói chung là LG này loa của nó âm thanh rất là hay nhá. Đây. Cái loa ngoài này nghe rất là phê ạ. Đấy. 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 Nghe nhạc rất là phê các bạn nhá. Đấy, rất là to ạ. Mà âm thanh rất là trong trẻo nhá. Nó được cái loa ba cái lỗ loa rất là to. Đấy, các bạn nghe nhạc xem phim rất là tuyệt vời. Các bạn mà có tuổi một tí các bạn mua sản phẩm này các bạn tai ngênh ngẫnh. Đấy, tai mà bị ngênh ngẫnh một tí các bạn mua sản phẩm LG G7 này về giúp rất là ok nhá. Đấy. Máy đẹp là trên 95%, máy còn nguyên áp suất. Đấy, nghe nhạc xem phim 4K. Màn hình con này độ phân giải 2K mà. 2K cộng nhé. Đâm là các bạn xem phim 4D gì là 4K thì rất là tuyệt vời. Nó quá là sắc nét luôn. Xem phim 4K đâu. Cái video mình hay xem. Đó, nét. Rồi. Phim 4K là quá là nét luôn các bạn, nhìn nghiêng không có độ bóng mờ luôn nhá. Đấy. Ông này ông đổi mất cái bìa rồi. Hóa ra là con sói. Đấy. Các bạn xem phim 4K này. Quá là nét luôn, đấy. Đấy. Ui, màn hình nó đẹp kinh khủng luôn các bạn nhá. Màn hình độ phân giải 2K mà. Các bạn dùng yên tâm nhá. Nghe nhạc xem phim nói chung là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, các bạn thể thao lưu trữ nhá. Đấy, rất là LG G7 dùng rất là thích ạ. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất. Và sản phẩm LG G7 thì bên mình đang thanh lý bạn vì giá là 3 triệu đồng nhá. Giá cực kỳ là rẻ so với nhiều các shop nhá. Này, 3 triệu đồng LG G7 đẹp. Máy đẹp leng keng luôn các bạn nhá. Đấy. Và các bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn có thể liên hệ cho mình, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình, và ba đây địa chỉ cửa hàng mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình mua bán. Và hình thức mua hàng ở xa bên mình rất nhiều thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn đã chọn hình thức là chuyển khoản trước. Hình thức thứ hai các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhé. LG G7 đấy ạ. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một tuần và bảo hành coi như là 6 tháng, nên là các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay
Nhà mình về được con Samsung S8 nhá. Đây ạ, à, S8 màu đen, bóng. Hình thức con máy này là đẹp là trên 90% nhá. Đấy, khoảng tầm 95% nhá. Này, đen bóng rất là đẹp đấy ạ. Hôm nay mình vừa về con S8. Con này là bản Hàn 2 SIM các bạn nhá. Đấy, con này là bản Hàn 2 SIM ạ. Đấy, con này là bản Hàn 2 SIM nhá. Đấy. Con này là bản Hàn 2 SIM nhá. Đấy. Hình thức là máy đẹp 90 đến 95% nhá. Này, con S8 nhá. Đấy. Thì mình sẽ nói qua về thông số màn hình và kích thước màn hình và thông số màn hình con này. Thì là màn hình con này là màn hình là 5,8 inch. Độ phân giải con này là 2K cộng nhá. HD 2K cộng nhá. Đấy, HD 2K cộng ạ. Con này là cấu hình trong là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Và mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn xem nhé. Đấy. Này, nói chung là nghe nhạc sản phẩm S8 này dùng phê. Nghe hay lắm. Samsung loa cũng nghe rất là hay ạ. À. Loa rất là thích ạ. Đấy, nghe nhạc rất là hay. Đấy, nghe nhạc rất là phê nhá. Samsung S8. Và giá của Samsung S8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhá. 3.500.000 sản phẩm Samsung S8 màu đen bóng này nhá, rất là đẹp đấy ạ. Hình thức là 90 đến 95%. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, máy rất là đẹp ạ. Đấy. Mình sẽ xem phim 4K cho bạn xem luôn. Này, xem phim 4K luôn. Đấy. Nẹt kinh khủng luôn. Đấy. Đấy, LG nó mới con này là chung một kiểu màn hình này. Đây là rất là nét. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn xem. Không có độ bóng mờ nào, rất là đẹp nhá. Đấy, màn hình của Samsung quá là tuyệt đỉnh, tuyệt vời luôn. Màn hình độ phân giải 2K rất là tuyệt vời nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Galaxy S8 này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất. Con này là bản Hàn 2 SIM. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 nhá. Đấy, hôm nay nhà mình về được một con duy nhất ạ, S8 nhá. Bản Hàn. Bản Hàn 2 SIM ạ. Đây, S8 2 SIM ạ. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 3 con sản phẩm Samsung Note 5. Đấy, 3 con Note 5 nhá. Hôm nay nhà mình về ba con Note 5 ạ. Đấy. Ba con Note 5. Đấy. Ba con Note 5 nhá. À, ba con Note 5 thì hình thức là máy Note 5 bên mình thì đẹp là trên 90% các bạn nhá. Đấy, ba hôm nay nhà mình về được ba con Samsung Note 5 này. Một con này là 32GB, RAM 4 bộ nhớ 32GB ạ. Này. Con này là RAM 4 này. Này. Con này là bản RAM 4 bộ nhớ 32GB và hai con này là bản 64GB nhá. Hôm nay về được hai con này là bản RAM 4 bộ nhớ 64. Đấy, hai con này là RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đấy, và sản phẩm Samsung Note 5 RAM 4 bộ nhớ 64GB này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000. Đấy, hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Máy đẹp là trên 90%. Đấy. Đấy, rất là đẹp nhé. Máy màu gold nhá. Ba chiếc này thì là máy màu gold nhá. Đấy, con này là bản RAM 4GB bộ nhớ 32GB. Đấy, và mình sẽ nói qua về cái thông số sản phẩm Samsung gì nhỉ? Samsung Note 5 nhá. Thì là màn hình con này là màn hình là 5,7 inch nhá. Màn hình con này là màn hình 5,7 inch này. Thì là màn hình con này cũng là độ phân giải 2K nhá. UHD 2K nhá. Màn hình cũng độ phân giải 2K nhá. Đấy, toàn về màn hình 2K cho bạn lựa chọn nhá, rất là sướng ạ. Đấy. Màn hình con này độ phân giải 2K. Pin con này là pin 3000. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB.
Và hai con này là bản hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Đấy. Với màn hình là 5,7 inch thì màn hình kiểu ngày xưa thì nó thiết kế nó rất là to nhá. Màn hình độ phân giải 2K các bạn xem rất là tuyệt vời ạ. Đấy, màn hình độ phân giải 2K, đấy, Note 5 đấy ạ. Đấy, Note 5 thì nó có cái bút các bạn viết viết vẽ rất là thích ạ. Đấy. Đấy. Bút viết vẽ này. Đấy. Đấy, các bạn viết bút vẽ rất là thích nhá. Đấy. Còn 32 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.500.000. Và bạn nào muốn lấy bản 64 thì các bạn thêm 100.000 nữa nhá. Là các bạn mua được bản 64 nhá. Đấy. Trên thị trường đang bán với giá toàn với giá là hơn 3 triệu thôi. Nhưng mà ở cửa hàng bên mình bán online bên mình ấy thì mình sẽ bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ hơn với nhiều cửa hàng, nên các bạn cứ yên tâm. Và tất cả giá bên mình thì mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn. Thì các bạn ưng giá bên mình thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để giao lưu trao đổi và mua bán các bạn nhá. Đấy, Note 5 đấy ạ. Đấy, để mà các bạn yên tâm về giá cả nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con 6S Plus, con này là bản 64GB nhá. Đấy, 6S Plus này. 6S Plus này. 6S Plus con này là bản 64GB nhá. Đấy. 6S Plus thì cam chụp rất là đẹp này. Đấy. Đấy. iPhone thì nói chung là các bạn cam rất là tuyệt vời nhá. Này. Con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi nhá. 6S Plus. Con này là phiên bản gì nhỉ? 64GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.600.000 nhá. Đấy, hình thức là vỏ 90% nhá. Đây, vỏ thì có phải phẩy đôi chút. Vỏ thì có phải phẩy đôi chút. Đấy. Thì con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.600.000 nhá. Đấy, 3.600.000. Pin con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi, nên các bạn yên tâm để sử dụng. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Đây, iPhone 6S Plus 64GB bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.600.000. Mình đã thay pin mới cho bạn rồi nhá, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Đấy. Đây, mình sẽ xem cam mấy con S8 này, các bạn chụp này, quá là đẹp luôn. Cam trước cam sau, ui, nét căng luôn nhá. G7 cũng thế. Này. Đấy, G7 cam cũng nét, cực kỳ là nét luôn. Này, rất là nét nhá. Bạn nào thích sản phẩm gì nhờ? iPhone 6S Plus này. Tôi thích phim tài liệu lắm, nếu bạn cũng muốn thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhá. Này, 6S Plus 64GB. Máy giá cực kỳ là rất là rẻ nhá, 3.600.000. Bên mình vừa bán vừa thanh lý giá rẻ cho bạn nhá, rất là rẻ. Đấy, con này thì mình sẽ để ra đây quận cho bọn gà. Đấy, xem các bạn xem. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung J4 Plus nhá. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung J4 Plus. Đấy. J4 Plus đấy. J4 Plus. Đấy. J4 Plus này. Đấy. Màn hình con này là màn hình là 6 inch các bạn nhé. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Hình thức con máy này là đẹp là trên 90%, máy màu gold. Máy đẹp là trên 90%, đấy, màu gold rất là bóng nhẫy này. Đấy, con này thì là pin là 3K 3300 nhá. Pin con này là pin 3K3. Đấy. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.700.000 nhá. 1.700.000 Samsung J4 cộng này. Đấy, J4 cộng này. Đấy, rất là đẹp nha. J4 Plus. Máy là đẹp là trên 90% ạ. J4 Plus đấy. Màn hình là 6 inch, chữ rất là to. Nhà các bạn mà mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân, xích sản phẩm Samsung này rất là tuyệt vời ạ. Samsung hỗ trợ phông chữ rất là to ạ. Đấy, màu gold nhá, 1.700.000 nhá, rất là rẻ ạ. Và tiếp theo là có sản phẩm là tiếp là Vivo Y91C đấy ạ. Đấy. Vivo Y91C. Hình thức máy con này là đẹp là trên 90%. Hôm nay nhà mình vừa về con này xong. Vivo Y91C này thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình con này là 6,22 inch HD cộng nhá. Đấy. Đấy, màn hình là tai thỏ, giọt nước, tai thỏ, tai chuột đấy.
Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.850.000 nhá. 1.850.000, sản phẩm Vivo Y91C đây ạ. Đấy, rất là rẻ nhá. Vivo Y91C 1.850.000. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Pin con này là pin 4000 các bạn nhá. Đấy, pin 4030. Chuẩn của nó là pin 4030. Hai SIM hai sóng nhá. Con này thì là hai SIM hai sóng. Này, con này cũng là hai SIM hai sóng G4 Plus, hai SIM hai sóng này. Con này thì là máy hai SIM hai sóng nhá. Màn hình là giọt nước thay thỏ thay chuột đấy ạ. Vivo Y91C đấy ạ. Đấy, rất là rẻ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y91C này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình qua sớm nhất qua hai số điện thoại nhá và qua Zalo nhá. Hành lý rất là rẻ ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con Oppo A37 này. Này. Oppo A37. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 900.000 nhá. 900.000 sản phẩm Oppo A37. Con này thì là mặt đen, là lưng vàng mặt đen nhá. Con này là lưng vàng mặt đen. Đấy. Vivo gì nhỉ? À sorry các bạn, Oppo A37. Con này thì 900.000 nhá. Này. Oppo A37 900.000. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Pin con này là 3000 nhá. Đấy, pin hình như là 3000 thì sao ấy. Pin 3K. Đấy. Hoặc là 2K mấy ấy. 2K7 đến 3000 thì sao ấy. Mình quên mất cái dung lượng pin rồi con này nhá. Con này thì là máy chạy 2 SIM 2 sóng. Đấy. Đấy, 900.000 rất là rẻ nhá. Đấy, các bạn người mua hàng online ấy thì cộng đồng mạng bây giờ đang khen người mua hàng online ấy. Là thứ nhất là thông minh và thứ hai là rất am hiểu về công nghệ. Các bạn cảm thấy giá bên shop mình hợp lý, các bạn không thấy hợp lý các bạn có thể là sang shop khác. Các bạn có rất nhiều lựa chọn, rất là sướng ạ, mua hàng online rất là sướng. Thì theo cái lời khuyên của mình thì các bạn nên mua hàng online nhé. Tí với các bạn ngồi ở nhà có người vác điện thoại đến tận nhà nên là các bạn cứ yên tâm nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai con gì nhỉ? Hai con này là hai con chống cháy, hai con G2 Bright. G2 Bright nhé. G2 Bright thì các bạn cũng đã rõ về cấu hình con này rồi. Thì G2 Bright ạ, con này thì là máy 2 SIM 2 sóng Samsung G2 Bright. 2 SIM 2 sóng, bên mình đang bán với bạn với giá 900.000 một con nhé. 900.000 một con G2 Bright thì ạ, 2 SIM 2 sóng. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân rất là tuyệt vời ạ. Đấy. Đấy, tặng cũng rất là ok nhé. Đấy. Samsung thì hỗ trợ phông chữ rất là to. Đấy. Rất là rẻ nhá. G2 Bright đấy. Đây. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là sản phẩm Samsung, con này là Samsung A20 nhá. Đấy, A20, hôm nay nhà mình vừa mới về được con A20 này. Con này là bản công ty 2 SIM nhá. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM ạ. Con này là bản công ty 2 SIM nhá, con Samsung A20 đấy ạ. A20. Thì hình thức con này là máy đẹp là 90 đến 95% nhá. Con A20 này là máy đẹp là 90 đến 95% nhá. Con A20 này. Đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con A20 này. Cấu hình con A20 này thì là màn hình con này là màn hình là 6.4 inch. Màn hình là HD cộng. Đấy, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Pin con này là pin 4000 có sạc nhanh nhá. Pin 4000 có sạc nhanh. Đấy, pin 4000 có sạc nhanh. Hình thức là máy đẹp là 90 đến 95% nhá. Đấy, A20 màu đen. A20 màu đen. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000 sản phẩm Samsung A20 này các bạn nhé. Đây A20 này. Đấy, cảm chụp rất là nét đấy. Nhanh lắm. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Màn hình là 6.4 inch. Pin là 4000. Dùng bao phê cho các bạn luôn nhé. Không biết cái camera này nhảy đâu. Chụp ảnh đấy, rất là nét đấy. Tội gì các bạn không mua đâu. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A20 này các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhé. A20 đấy ạ, rất là rẻ nha. Đấy, còn cuối cùng này, mặt lưng sau thì nó hơi bị bám bụi bẩn một tí này. Nó hay kiểu bám vân tay ấy. Mặt lưng sau nó hay bị bám vân tay ấy. Nó không như iPhone thì không bám đâu.
nhưng bọn Samsung này lật bật lưng bóng hay bám vân tay lắm. Vâng, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn, thì tất cả sản phẩm bên mình thì có báo giá, các bạn thấy giá bên mình và máy bên mình ok thì các bạn nhấc máy lên điện trực tiếp qua hai số điện thoại mình và mua bán và giao lưu trao đổi trực tiếp. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại các bạn clip vào tối ngày mai nhá. Và chúc các bạn là một cuối mai bắt đầu là sang buổi cuối tuần rồi, cuối tuần là nghỉ vui vẻ nhé.